tháng 10. Tháng của khát khao khẳng định. Đại chiến xứ sương mù. Có là bàn đạp cho Phượng Hoàng tung cánh. Khoảnh khắc để những nhà vô địch chứng minh bản lĩnh và viết tiếp giấc mơ vươn tầm thế giới. Sự bắt đầu của một hành trình mới để sẵn sàng cho đoạn kết của cả một mùa giải banh nỉ. Chờ đón lễ hội thể thao tháng 10 trên K Cộng. Miễn phí trước 26 tháng 10, may mắn rước sẽ sáng, chỉ các kênh K Cộng có thể thao hàng đầu.